Tin tức từ CNN, cảnh sát đã ra quyết định Cardi B không phải đối mặt với các cáo buộc trong vụ ném micro vào đám đông tại buổi biểu diễn ở Las Vegas, Mỹ ngày 29 tháng 7. Cảnh sát Las Vegas nói sau khi xem xét kỹ lưỡng cùng với sự tham vấn của văn phòng quận Clark, trường hợp của Cardi B đã bị đóng lại do không đủ bằng chứng. Sẽ không có cáo buộc nào liên quan đến trường hợp này. Trước đó, trong buổi biểu diễn tại Las Vegas vào hôm 29 tháng 7, một nữ khán giả đã hát nước vào rapper Cardi B khi cô đang biểu diễn ca khúc Bộ Đắc Yellow trên sân khấu. Ngay lập tức, Cardi B đã ném micro về phía nữ khán giả này. Đoạn video quay lại khoảnh khắc trên đã viral trên khắp mạng xã hội. Trong khi đó, người phụ nữ bị Cardi B ném micro đã tới trình báo sự việc với nhà chức trách địa phương. Cũng trong một ngày, đoạn video khác cho thấy Cardi B ném micro về phía một DJ trong sự kiện âm nhạc cũng được lan truyền mạnh mẽ. Nguyên nhân được cho là DJ đã cắt ngắn tiết mục của chủ nhân bản Hit Cup so với kế hoạch ban đầu. Theo trang TMZ, chiếc micro mà Cardi B ném hiện đang được đấu giá trên eBay với mức giá lên tới 30.100 USD. Chiếc micro vẫn hoạt động tốt dù bị nữ rapper ném rất mạnh. Chủ tài khoản đang bán với mục đích quyên góp vào một tổ chức hỗ trợ trẻ em có nhu cầu đặc biệt.